Nam em treo status bình tĩnh sống, Đàm Vĩnh Hân vào bình luận ngay một câu làm anti-fan cứng họng. Mr. Đàm có phản ứng bất ngờ khi hoa khôi nam em đăng dòng trạng thái mới trên mạng xã hội. Tạm ở ẩn và giữ im lặng sau ồn ào tình ái với Trường Giang, hiện tại nam em đã có những động thái đầu tiên khi quay lại với mạng xã hội. Mới đây, hoa khôi sinh năm 1996 chia sẻ clip cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Thanh Thúy, thí sinh chương trình tìm kiếm tài năng Việt Nam, đồng thời là chủ nhân của câu nói nổi tiếng "Không sao đâu, bình tĩnh sống". Vài ngày qua, nam em lặng lẽ rời thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về sống tạm ở quê để lấy lại tinh thần sau lùm xùm tình cảm với Trường Giang. Nữ diễn viên 7980 cũng cập nhật trạng thái mới qua Instagram cá nhân, thông báo cô vẫn ổn. Cũng trong thời gian này, nam em đã có cuộc gặp gỡ duyên bất ngờ với cô Thúy và được nghe cô chiêm nghiệm nhiều điều. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 đăng tải clip buổi trò chuyện và tự dặn mình, từ hôm nay nam em sẽ bình tĩnh sống hơn. Sau khi clip xuất hiện trên trang cá nhân của nam em, Đàm Vĩnh Hân bất ngờ để lại lời bình luận thương. Dù ngắn gọn nhưng lời động viên của Mr. Đàm giữa bố rìu dư luận và hàng loạt dè biểu của anti-fan chắc chắn sẽ khiến mỹ nhân Tiền Giang thêm vững vàng trước sóng gió. Trước đó, Đàm Vĩnh Hân cũng có dịp hội ngộ Trường Giang tại sân bay ngay trong lúc scandal tình ái của danh hài đang gây xôn xao. Không chỉ gọi Trường Giang là nam nghệ sĩ yêu hoa đào nhất Việt Nam, Mr. Đàm cũng bày tỏ sự thông cảm cho đàn em và kể: "Nó chỉ ngồi im lặng cười và lắc đầu, mặc cho nguyên bầy trợ lý của tôi chọc ghẹo xâu xé, nó hẹn tôi đi xem tôi hát tối mai". Mới đây, nam em còn nhận được lời nhắn nhủ của người đẹp da màu Huỳnh Tiên. "Rất yêu em, cô gái miền Tây của chị, phải luôn như vậy nhỉ, lắng nghe, chia sẻ rồi thấu hiểu cảm thông, mạnh mẽ và bình tĩnh sống". Đạo diễn Lê Hoàng tiết lộ, con người Cát Phượng có hẳn 19% là giang hồ. Lê Hoàng chia sẻ về diễn viên Cát Phượng rằng, trong con người Cát Phượng có 1% là thiếu nữ, 80% là diễn viên và 19% là giang hồ. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng vừa có những bày tỏ quan điểm cá nhân về giới nghệ sĩ. Trong đó, anh nói về Cát Phượng, người đã từng làm việc và quen biết trước đây. Lê Hoàng nói rằng, trong con người Cát Phượng có hẳn 19% là giang hồ. Cát Phượng, 19% là giang hồ. Đối với bọn cướp, các cô gái trẻ bao giờ cũng là mồi ngon, nhất là khi họ đi một mình giữa đêm khuya thanh vắng. Trừ trường hợp chúng gặp Cát Phượng, trong con người Cát Phượng có 1% là thiếu nữ, 80% là diễn viên, 19% là giang hồ. Ngoài ra, đạo diễn Lê Hoàng còn tiết lộ thêm, Cát Phượng kiếm được rất nhiều tiền nhưng lại tiêu xài vô cùng phung phí. Về tài chính thì Cát Phượng hỏng bét. Vừa buổi tối có 1 triệu đô la, đến sáng hôm sau, nàng đã nhẵn túi mà chả hiểu mình đã mua cái gì. Cái gì Cát Phượng cũng từng mua và cái gì cũng từng bán, nghe nói đã có lần. Nàng mua hẳn nửa Sài Gòn, khi có tiền, vào cửa tiệm thời trang Cát Phượng xòe bàn tay 5 ngón ra. Ngón nào chìa vào món gì thì nàng quơ món đó, khi có tiếng tăm. Lắm lúc nổi hơn cả cồn và có tiền bạc, chưa khi nào có nhiều, Cát Phượng lo lắng cho rất nhiều người. Nàng trở thành một cái đầu tàu kéo theo một dãy toa, là toàn bộ em út trong nhà, kéo hết ga này đến ga khác. Hầu như chưa có vai diễn gì Cát Phượng chưa làm, từ gái giang hồ đến công chúa thiên nga. Hình như cũng chưa có sân khấu nào Cát Phượng chưa leo qua, từ rạp tỉnh lẻ tới nhà hát hạng sang bên Mỹ. Lúc sau này, nàng ở Mỹ còn nhiều hơn dân Mỹ ở nhà mình. Trong một đám cưới người bạn chung, tôi gặp Cát Phượng, nàng cho biết, định mua xe hơi để đưa con đi học. Tôi rất thán phục vì nàng nói tới xe hơi như tới mớ rau, nhưng sau đó lại nghe nói nàng mở hàng phở cùng chồng. Tôi chưa kịp tới ăn thì lại nghe nói Cát Phượng đã sống độc thân, thiên hạ nghệ sĩ với khán giả. Còn Cát Phượng nghệ sĩ với chính mình, thế mới đáng ngưỡng mộ, Lê Hoàng chia sẻ. Điều cuối cùng, Cát Phượng luôn là người động lại trong trái tim Lê Hoàng rất lâu bởi sự chân chất và giản dị của cô. Đi bộ bằng chân giữa đêm khuya, qua đường lê lợi rực rỡ ánh đèn, có một hàng bún riêu, có một cô gái cực kỳ xinh xắn đang ăn một mình, nhìn kỹ hóa ra Cát Phượng, trong khi thiên hạ làm nghệ thuật. Nàng nhẹ nhàng xê một bát bún khuya, hình ảnh ấy động lại mãi mãi trong dạ dày và trong trái tim tôi, anh nói. Bị đồn ghét nhau không nhìn mặt, nhưng Mỹ Tâm Hà Hồ lại có hành động ai cũng ngỡ ngàng. Vốn bị đồn bằng mặt không bằng lòng, hành động mới nhất của hai nữ ca sĩ hàng đầu V-Biz đã gián tiếp trả lời cho mối quan hệ của họ. Một buổi tiệc ở Đà Nẵng diễn ra mới đây đã quy tụ những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Việt như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà
tân Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, MC Trấn Thành, nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Trong bữa tiệc này, họa mi tóc nâu đã có phần trình diễn ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Trong album Tâm Chính cùng màn vũ điệu say rượu gây sốt suốt thời gian qua. Trong khoảnh khắc phiêu cùng giai điệu vui nhộn của Người Hãy Quên Em Đi, rất nhiều khách mời đã đứng dậy nhún nhảy cùng giọng ca người Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là trong số khách mời này có cả nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Khi được Mỹ Tâm kéo tay đứng dậy nhảy cùng mình, giọng ca gửi người yêu cũ đã rất vui vẻ hưởng ứng và lắc lư theo vũ điệu say rượu. Điều này đã khiến không ít người hâm mộ của hai nữ ca sĩ ngỡ ngàng và phấn khích. Sở dĩ hành động thân thiết này của hai nữ ca sĩ hàng đầu showbiz Việt nhận được sự chú ý của dư luận là bởi trước đó họ vốn bị đồn không ưa nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng, không đội trời chung. Không chỉ vậy, hai fan club của Mỹ Tâm và Hà Hồ cũng được cho là bất hòa với nhau. Nhiều người có lẽ còn chưa quên khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà vượt mặt Mỹ Tâm để lên nhận giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Award 2012. Thì fan của giọng ca người Đà Nẵng ở dưới la ó không ngừng gọi tên thần tượng của mình, gây nên hình ảnh vô cùng phản cảm. Dẫu vậy, những người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng về những nghi vấn này và hành động ngọt ngào vừa qua có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của Mỹ Tâm và Hà Hồ ở thời điểm hiện tại. Nhã Phương tránh mặt, nam em lên chùa, Trường Giang vẫn bàng quan cười tít mắt khi đứng cạnh mỹ nhân này. Nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán trước thái độ này của Trường Giang. Những ngày qua, thông tin nam em từng yêu Trường Giang là tâm điểm bàn tán của dư luận. Mọi thứ xuất phát từ lúc nam em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài, trong khi Trường Giang gặp trục trặc với Nhã Phương, cả hai đã có khoảng thời gian mà theo cô là rất hạnh phúc. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều im lặng trước scandal tình cảm ồn ào này. Thậm chí cặp đôi còn tránh mặt không xuất hiện cùng nhau khi tham gia chung một sự kiện. Nếu như Nhã Phương có mặt từ khá sớm, thì Trường Giang lại xuất hiện ở gần cuối chương trình. Trong lúc nam danh hài biểu diễn một tiết mục hài trên sân khấu, thì Nhã Phương ngồi ở hàng ghế dưới dõi theo, giữ khoảng cách khá xa. Kết thúc sự kiện, cả hai mỗi người một nơi rời đi mà không có động thái kết nối hay trò chuyện. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi trước đây cặp đôi thường cùng nhau đi về mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dựa vào thái độ xa cách giữa Nhã Phương và Trường Giang tại sự kiện, nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi đã bị ảnh hưởng sau khi nam em lên tiếng tiết lộ chuyện tình với chàng hề xứ Quảng. Không những thế, cư dân mạng mới đây cũng vừa phát hiện ra có vẻ như Nhã Phương đã khóa sim cắt liên lạc với Trường Giang giữa ồn ào tình ái của bạn trai. Cụ thể, ở dưới phần bình luận, khi một người bạn nhắc Nhã Phương nghe điện thoại, thì nữ diễn viên đã tiết lộ rằng mình đã tháo sim. Dựa vào khoảng thời gian trên thì đó cũng là lúc scandal của Trường Giang với nam em nổ ra. Từ những chi tiết trên, cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn, phải chăng Nhã Phương vì muốn tránh mặt Trường Giang nên đã tháo sim để cắt liên lạc. Bên cạnh đó, sau nhiều ngày giữ im lặng giữa ồn ào tình ái của Trường Giang, thì mới đây Nhã Phương đã chính thức lên tiếng, nữ diễn viên cho biết mình vẫn ổn trên trang cá nhân. Còn về phía nam em, trước áp lực dư luận, người đẹp sinh năm 1996, nhập viện truyền nước biển khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Sau vài ngày phải nhập viện vì sức khỏe đi xuống, nam em đã lên chùa tịnh tâm. Cô cũng cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ, bình tĩnh sống, khiến nhiều khán giả cho rằng câu nói này của nam em được xem là lời dặn lòng của cô trước mọi sóng gió cuộc đời. Tạm quên những sóng gió xung quanh, nam em còn tìm tới Bảo Lộc, Lâm Đồng, gặp cô Nguyễn Thanh Thúy, người nổi tiếng với câu nói bình tĩnh sống để được chia sẻ và xin lời khuyên. Trong nam em khá tiều tụy mệt mỏi, tuy nhiên cô vẫn gượng cười và liên tục gật đầu khi nghe đến những câu như cảm xúc thăng hoa hay đam mê, cao điểm chỉ trong phút chốc, một lúc đó thôi thì cũng dập tắt rồi mình được những gì. Trong khi Nhã Phương tránh mặt, nam em lên chùa, thì Trường Giang vẫn sôi nổi quay game show mới giữa ồn ào tình ái. Trường Giang sôi nổi trên trường quay. Tại phim trường, bạn trai Nhã Phương vẫn đầy năng lượng, làm việc hết mình giữa tâm bão scandal. Danh hài xứ Quảng đã bỏ lại ồn ào sau lưng và chuyên tâm cho công việc. Trong hình ảnh mà Harry Won đăng tải, có thể thấy tâm trạng của Trường Giang khá tốt. Trường Giang vô tư cười tít mắt khi đứng cạnh bà xã Trấn Thành. Cạn lời trước những sở thích quái lạ không phải ai cũng biết của Sao Việt. Khán giả sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi biết được những sở thích mà không phải ai cũng có của Sao Việt.
Đàm Vĩnh Hưng. Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một ca sĩ giàu có xa hoa bậc nhất showbiz Việt. Tuy nhiên, ít người biết, ông Hoàng Nhạc Việt cũng có những sở thích riêng rất lạ. Mới đây, sau chuyến đi chơi với Đàm Vĩnh Hưng, Phủ Hà tiết lộ sở thích của bản thân, nam ca sĩ hồn nhiên kể, trước khi lên giường ngủ, nó lại tới chỗ vali, lấy ra một cái áo cũ được gấp xếp cẩn thận, sau đó đưa lên mũi hít lấy hít để. Tôi thấy thế nên hỏi nó đang làm gì, nó bảo, tao không hít mùi này thì tao không ngủ được, hóa ra đó là áo của người yêu nó. Mấy đứa mới yêu nó đều sến và làm những chuyện thấy ghê như phim dài tập Ấn Độ vậy. Ngoài ra Vũ Hà còn kể Đàm Vĩnh Hưng có tật ngủ ngáy, dù suốt ngày đi nhắc nhở người khác không được ngáy lớn, làm phiền tới giấc ngủ của anh. Băng Kiều cũng có một sở thích khá độc đáo và lạ so với bạn bè đồng nghiệp, mê thuốc lào và sưu tầm điếu cày. Anh coi điếu cày như một vật báu của mình và không ít lần những chiếc điếu cày cũng giúp anh làm rất nhiều điều ý nghĩa. Băng Kiều thường dùng những chiếc điếu cày để đấu giá và làm từ thiện. Sơn Tùng MTB. Nếu để ý thì mọi người sẽ thấy trong các show diễn hay phỏng vấn, Sơn Tùng MTB luôn bày tỏ tình cảm mãnh liệt với bố mẹ và khẳng định đây chính là nơi bình yên nhất mà anh muốn trở về sau những ồn ào, thị phi của showbiz. Chính mẹ Sơn Tùng là người hướng con theo đuổi nghệ thuật. Theo lời giọng ca nơi này có anh chia sẻ, mỗi khi có dịp về nhà, anh vẫn thường có hành động hơi kỳ lạ và trẻ thơ một chút, thường xuyên ôm mẹ ngủ. Sơn Tùng cũng chỉ thường xuyên chia sẻ ảnh bố mẹ lên trang cá nhân. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh từng làm khán giả sửng sốt khi cô tiết lộ món ăn yêu thích của mình, theo đó cô bộc bạch. Trinh ăn thịt chuột từ khi còn rất nhỏ và bị nghiện luôn đến giờ, Trinh cũng không hiểu tại sao mọi người lại sợ dữ vậy. Nếu ăn thử một lần, Trinh nghĩ mọi người sẽ bị nghiện giống Trinh đó vì nó rất là ngon, thịt rất ngọt. Và ngoài món thịt chuột ra, Trinh còn nghiện bún nước lèo nữa. Chính vì thấy thịt chuột là món ăn ngon nên Ngọc Trinh cũng thường xuyên rủ rê mọi người ăn cùng. MC Phan Anh, phong độ lịch lãm, điển trai là thế. MC Phan Anh còn được nhiều người yêu mến bởi tính cách thẳng thắn của mình. Tuy nhiên không ít người biết được rằng anh chàng có một sở thích rất chi lạ lùng. Mà khi biết ai cũng ngỡ ngàng. Khi đi ăn với bạn bè thân thiết, anh sẽ không ngại dùng một tay bốc ít cơm để vo tròn trước khi dùng đũa. Thường anh sẽ vo khoảng 3 hoặc 4 viên cơm là ngưng. Nhiều người đã bảo thói quen này khá mất vệ sinh, nhưng Phan Anh chỉ cười và giải thích, tôi rửa sạch tay rồi mà. Đào Bá Lộc. Trưởng thành từ cuộc thi giọng hát Việt đến nay, Đào Bá Lộc ít nhiều đã tạo ra được những dấu ấn riêng cho mình trong lòng khán giả và người hâm mộ. Ngoài giọng hát đặc biệt cùng vẻ ngoài hơi nữ tính, người ta còn nhớ tới anh chàng sở hữu sưu tầm búp bê khá lạ. Có thể nói gia tài búp bê của Đào Bá Lộc vô cùng phong phú đa dạng. Anh chàng sở hữu rất nhiều búp bê Barbie với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đào Bá Lộc luôn tỏ ra vô cùng yêu mến những bạn búp bê của mình, thậm chí anh còn đưa dàn búp bê này vào MV ca nhạc, đều đặn may đồ cho búp bê. Hoàng Yến Chibi nổi lên bằng giọng hát trong veo và diễn xuất có phần đáng yêu nhí nhảnh. Cô nàng Hoàng Yến Chibi đúng tim khán giả bằng vẻ ngoài trẻ con ngây ngô. Ngay cả những sở thích của cô cũng trẻ con và kỳ lạ không kém. Đó chính là mỗi khi ăn cơm, cô chỉ nuốt chứ không hề nhai. Bên cạnh đó, cô nàng còn có tật xấu là hay cắn móng tay. Thói quen không nhai của nữ ca sĩ thường được cảnh báo là có hại cho sức khỏe.